vocal student harmony, Minohua. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời tổng giám đốc của IP Moda, trọng kính mời anh. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn bộ sưu tập được thể hiện bởi nhà thiết kế Vino Hoàng. Xin cảm ơn những người mẫu, những nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Xin cảm ơn Á Hậu Phương Nhi, ca sĩ Tóc Tiên cùng với tất cả ban tổ chức đã cùng nhau làm nên một show diễn tuyệt vời. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng thông báo đến với tất cả các khách hàng của IP Moda trên toàn quốc là kể từ giây phút này, bộ sưu tập này sẽ chính thức được có mặt tại các store của IP Moda để cho tất cả chúng ta có thể sở hữu bất cứ lúc nào. Và hy vọng là những thiết kế tuyệt vời này sẽ nhận được sự ủng hộ của khách hàng của IP Moda tại tất cả mọi miền trên tổ quốc ạ. Và quý vị thân mến, đây cũng là khoảnh khắc sẽ khép lại đêm diễn ngày hôm nay của chúng ta để ra mắt bộ sưu tập xuân hè mang tên Harmony của IP Moda.
Thank you.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.